Dùng pomade gốc dầu mà nó bị rít, bị rụng đúng không? Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để mà chúng ta hạn chế cũng như khắc phục cái điều đó nhá. Thì đây là cái nền tóc sau khi mình đã apply đều pomade và tất cả các bạn đều có cái nền tóc này đúng không? Và khi mà chúng ta bắt đầu trải lược với cái nền tóc này thì mình cam kết với các bạn chắc chắn sẽ bị rụng và bị kéo tóc rất nhiều. Và cái tip ở đây đó chính là gì? Hãy sử dụng chiếc máy sấy của bạn. Hãy bật chiếc máy sấy của bạn với lượng nhiệt lớn và lượng gió vừa đủ và bắt đầu kích nhiệt cũng là làm mềm cái sản phẩm pomade của chúng ta ra, và nó sẽ cho chúng ta một cái quá trình trải cũng như tạo kiểu nó thoải mái hơn. Sau khi đã kích nhiệt thì cái mái tóc nó mềm ra rất nhiều rồi. Bây giờ thì các bạn trải với lực nào cũng được. Nó cực kỳ mềm để các bạn có thể điều khiển cũng như là định hướng cũng như là tạo kiểu cho cái mái tóc của chúng ta. À, như các bạn thấy rất nhanh đúng không nào? Chúng ta rất dễ để có thể trải lược như là tạo kiểu sau khi đã kích nhiệt. Và tất nhiên khi mà kích nhiệt thì chúng ta sẽ mất thời gian khô và ổn định lâu hơn. Đó là điều các bạn nên lưu ý nhé.